Dạ, cảm ơn giáo sư Đặng Quốc Ánh và cảm ơn tất cả quý vị thân hào nhân sĩ và tất cả quý vị đã đến tham dự ngày hôm nay. Tôi hân hạnh được ban tổ chức mời để thuyết trình cái đề tài nhân quyền và môi trường Việt Nam khủng hoảng và rối rạc. Tôi có một cái PowerPoint, có lẽ cái vấn đề setup cũng có setup kịp không ạ? Dạ, kính thưa quý vị, thì cái đề tài nhân quyền và môi trường Việt Nam, bởi vì nhân quyền và môi trường Việt Nam là hai yếu tố đang nổi cộm trong cái vấn đề của đất nước chúng ta, và hai vấn đề này đã đi đến đỉnh điểm của cái sự chịu đựng của dân tộc chúng ta. Trước khi đi vào vấn đề, tôi xin phép được để cái giờ để là tôi không có vi phạm cái. Trước khi đi vào vấn đề thì tôi có muốn kể một chuyện gọi là chuyện hề của cộng sản Việt, của cộng sản nói chung. Thì chúng ta thấy ngày 20 tháng Giêng năm 2010, cộng sản Việt Nam đã kết án ông Trần Quỳnh Duy Thức là 16 năm tù và 5 năm quản chế. Thì cái chuyện này là như thế này, là ông chánh án sau khi kết án xong, ông đi bước ra khỏi phòng và ông cười lên như đi cuồng. Một vị chánh án khác thấy vậy mới hỏi có cái điều gì thú vị, ông cười, ông kể cho nghe. Ông chánh án này ông nói rằng là tôi không thể kể được, bởi vì tôi mới được kết án một anh chàng 16 năm tù. Nó là một trò hề khủng khiếp từ xưa tới nay cho đối với chế độ của chúng ta. Tức là một cái chế độ mà đi kết án một người tranh đấu ôn hòa 16 năm tù là một trò hề của chế độ. Thì điều đó, chúng ta nên qua cái sự kiện đàn áp nhân quyền cũng như vừa rồi chúng ta thấy đàn áp dân quan ở Đồng Tâm. Thì nhớ lại một câu nói của Ý Văn Hào, Âu Châu là ông Frank Kafka. Ông nói rằng cái đảng Cộng sản Việt Nam đã chinh phục được cái đỉnh điểm tuyệt đối của quyền lực, đã đi lên tới đỉnh điểm tuyệt đối của quyền lực. Nhưng dùng cái chính cái điều này để chống lại chính mình, tức là chống lại chính đảng Cộng sản, dường như để chinh phục đến cái điểm cao và nhọn này, cái đỉnh điểm cao và nhọn này, thì cái đảng Cộng sản phải chấp nhận cái điều kiện là té mình vào nó để cho nó đâm, để chết đi. Tức là cái điều kiện để chinh phục được cái đỉnh cao, đã lên tới đó anh phải té vào cái đỉnh nhọn đó mà chết. Đó là cái nhận xét của ông Frank Kafka về đảng Cộng sản. Thì nhân quyền, chúng ta thấy nhân quyền Việt Nam đã bị vi phạm bởi cái là đạo luật hình sự của Cộng sản Việt Nam. Trong cái đạo luật hình sự này chúng ta thấy có cái điều 79 là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Họ có thể diễn dịch tất cả những hoạt động của ta là hoạt động nào cũng có thể lật đổ chính quyền. Cái điều 80 tội gián điệp, có thể những cái điều vu vơ họ cũng có thể kết vào tội gián điệp. Điều 87 tội phá hoại chính sách đoàn kết. Chúng ta nói một lời nào mà họ không giữ ý, họ nói là phá hoại chính sách đoàn kết cũng có thể kết tội. Điều 88 là hai cái còng số 8 là điều nổi bật, là tội tuyên truyền chống nhà nước. Cái điều 89 là tội phá hoại an ninh. Điều 91 là tội trốn đi nước ngoài và ở lại nước ngoài. Và cái điều mà cũng nổi cộm nhất là điều 258 là lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Và điều 263, 64 là cố ý hay vô ý làm lộ bí mật nhà nước. Đây là những cái điều khoản mơ hồ và muốn diễn dịch như thế nào cũng được, đã được Cộng sản dùng vào cái bộ luật hình sự để mà có thể kết án bất cứ ai. Hai năm qua, khi mà cái vấn đề mà thế giới chỉ trích nặng nề Cộng sản Việt Nam, thì họ cất cái điều 88. Nhưng mà bây giờ, khi mà họ thấy chính quyền của Hoa Kỳ không có quan tâm nhiều, không có quan tâm ưu tiên tới vấn đề nhân quyền, thì họ đem ra họ sử dụng, và họ mới vừa bắt rất là nhiều người. Thì chúng ta thấy rằng là mới vừa hơn
24 tây tháng 3 thì họ bắt Nguyễn Hữu Đăng, 24 tây tháng 3 thì họ bắt Phan Kim Khánh, 17 tây tháng 3 họ bắt Bùi Hiếu Võ, 3 tây tháng 3 họ bắt Vũ Văn Thuận, 2 tây tháng 3 họ bắt Nguyễn Văn Điểm, 21 tây tháng Giêng họ bắt Trần Thị Nga, 21 tây tháng Giêng họ bắt Phan Thanh Phong, 19 tây tháng Giêng họ bắt Nguyễn Văn Quay, và 11 tây tháng Giêng họ bắt Nguyễn Văn Quá. Tức là nói chung là trong vòng có chưa đầy 2 tháng họ đã bắt khoảng 10 người. Thì trong đó 3 tháng là cuối năm 2016 họ cũng bắt rất là nhiều người, họ gia tăng đàn áp. 3 tháng cuối năm 2016 họ bắt Nguyễn Văn Dũng ngày 14 tây tháng 12, họ bắt Nguyễn Xuân Long 14 tây tháng 12, bắt Lưu Văn Vịnh 6 tây tháng 11, bắt Nguyễn Văn Đức Độ 6 tây tháng 11, bắt bác sĩ Hồ Hải vào 2 tây tháng 11, bắt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức mẹ Năm vào ngày 10 tây tháng 10, và bắt Nguyễn Văn Tài là cuối tháng 12 năm 2015. Tức là nói chung là họ bắt vào khoảng cuối năm 2016, 3 tháng cuối năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017 họ gia tăng đàn áp bắt bớ rất là nhiều. Trong khi đó thì chúng ta thấy vấn đề dân quan thì quý vị đã theo dõi thì thấy là vấn đề Đồng Tâm đã xảy ra cách đây một tuần vừa qua, và tuy là vấn đề giải quyết theo cái hướng có chiều thuận lợi là Nguyễn Đức Chung là đã đến Đồng Tâm để mà viết giấy tay hứa hẹn, nhưng mà nhiều người rất là lo lắng những cái sự hứa hẹn đó có thực hiện được hay không, khi mà những cái hiệp ước quốc tế cộng sản còn xé được thì một cái giấy của ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội có giữ nổi hay không, và ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội có đủ cái thẩm quyền so với cái Bộ Chính trị mà để mà ở cái cấp cao hơn ông có thể giữ là hứa hay không. Là do đó cái vấn đề Đồng Tâm tuy là nó có vẻ hơi thuận lợi, nhưng mà những người nào có kinh nghiệm về cộng sản đều không tin là cộng sản thật tâm trong vấn đề Đồng Tâm. Chúng ta thấy trước đây gần 10 năm vấn đề Dương Nội, thì cách đây hay hơn tôi có phỏng vấn con của chị Cấn Thị Thêu về vấn đề Dương Nội và những cái sự tương đồng cũng như là những cái sự khác biệt giữa Dương Nội và Đồng Tâm, thì chúng ta thấy đã đều có những cái điểm rất là giống nhau, là cuối cùng họ cũng đàn áp, họ bắt nguội, họ tháo gỡ cái vòi nổ liền tại chỗ, nhưng mà sau đó họ tìm, họ bắt nguội và họ đàn áp và họ vẫn thực hiện cái vấn đề thu hồi đất. Chúng ta thấy vừa xảy ra là ở Bắc Ninh, ở Lai Châu, ở Phú Quốc và nhiều tỉnh thành khác là vấn đề thu hồi đất đai. Đây là vấn đề của cơ chế, của chế độ, chứ không phải là cái vấn đề của cục bộ và địa phương. Muốn giải quyết vấn đề này thì phải giải quyết vấn đề cơ chế cũng như giải quyết cái vấn đề quyền sở hữu đất đai. Hiện giờ người dân trong nước không có ai có quyền sở hữu đất đai mà chỉ có quyền sử dụng đất, và với cái quyền này thì có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Thì cái nhận xét về vấn đề nhân quyền thì chúng ta thấy là cái điều 88 là đầu tàu tiên kiền này đã bị được đánh thức dậy sau 2 năm dưới áp lực của quốc tế, họ cho ngủ yên. Chúng ta thấy đàn áp gia tăng kể từ khi Tổng thống Trump ở Hoa Kỳ đắc cử, tức là vào khoảng tháng 11 đến nay, cái sự đàn áp gia tăng bởi vì họ nhìn coi bên phía Hoa Kỳ có đặt vấn đề nhân quyền dân chủ lên cái front burner hay không, về phía trước hay không. Khi chính quyền ông Trump nói rằng nhân quyền dân chủ không phải là vấn đề ưu tiên, quan trọng nhưng không phải ưu tiên, thì họ lại thừa cơ hội họ ra tay họ đàn áp. Chúng ta thấy nhận xét là điểm là thời ông Obama thì cộng sản dùng chính người dân mình để làm con tin, để trao đổi. Họ bắt người và họ nhập kho và họ dùng đó để thương thảo với Hoa Kỳ, và sau đó là trao đổi để đưa thẳng từ nhà tù đi ra hải ngoại. Nhưng mà với chính quyền mới thì cái hiện tượng đó không còn nữa, bởi vì ông Trung cũng Tổng thống Trung cũng không có đặt vấn đề là tôi phải trao đổi với mấy anh về cái chuyện này. Thì chúng ta cũng nhận xét là đã gia tăng đàn áp những người bày tỏ trên các mạng xã hội. Những cái người mà tôi vừa kể trên là những người trẻ, và họ dùng mạng xã hội để họ bày tỏ những cái quan điểm khác biệt của họ ôn hòa, nhưng họ vẫn đã. Và vừa mới cách đây một tuần thì chúng ta thấy họ đặt vấn đề với Facebook và YouTube
để mà loại bỏ những cái clip, những cái video hay là những sự bày tỏ của người dân trong nước. Thì chúng ta thấy nhân quyền nó đặt nền tảng ở trên cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, rồi hai cái công ước về cái công ước về quyền chính trị, dân sự và chính trị, công ước thứ hai là về quyền kinh tế, văn hóa và xã hội. Và vấn đề nhân quyền cũng được ghi vào cái bản hiến pháp 2013 của Cộng sản Việt Nam, nhưng họ luôn luôn là họ dùng luật pháp để mà ngăn chặn lại những cái quyền đã ghi trong hiến pháp. Họ hiến pháp, thay vì hiến pháp cao hơn luật pháp thì họ dùng luật pháp để mà họ coi luật pháp cao hơn hiến pháp để ngăn chặn những cái nhân quyền của người dân. Bây giờ chúng ta nói về vấn đề môi trường. Về vấn đề môi trường, có thể môi trường cũng như là liên quan là những cái tử quyền của chế độ. Môi trường thì chúng ta thấy Phạm Quốc Sa đã sa thải đầu tháng 4 năm 2016, thì đầu tháng này thì đã đúng một năm về vấn đề cá chết ở cái bốn tỉnh ở miền Trung. Chúng ta thấy là Bô Xích đã đâm đầu Tân Rai, đã có rất nhiều tiếng nói của trí thức trong nước cũng như là của những cái, ngay cả ông Võ Nguyên Giáp khi còn sống, nhưng mà họ vẫn làm, là bởi vì đó là cái công trình mà ông Nguyễn Phú Trọng ông nói là không thể để làm mất lòng cái người đàn anh ở Trung Quốc, và họ vẫn thực hiện. Và chúng ta thấy buồn rõ, thì hiện tượng buồn rõ là một cái sự đe dọa vô cùng. Vấn đề chúng ta thấy như nhiệt điện, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 ở Bình Thuận là gây ô nhiễm trong tháng 3 năm 2015. Vấn đề cái công ty Vidan xả thải ở sông Thị Vải năm 2008. Chúng ta thấy sông Cửu Long bị tấn công, tức là nhiều đồng bằng sông Cửu Long bị tấn công ba mặt cùng lúc. Thứ nhất là Trung Quốc xây đặt ở thượng nguồn. Thứ hai là bầu khí quyển nóng lên và nước biển tăng lên. Và thứ ba là vấn đề lấy mạch nước ngầm ở khoan giếng lấy nước ngầm. Ba cái mặt đó tấn công làm cho cái đồng bằng sông Cửu Long càng ngày càng sụp xuống biển, và dự trù là trong khoảng 4-5 năm nữa, tức là 4-5 thập niên nữa thì đồng bằng sông Cửu Long có thể ngập xuống biển. Đó là một cái đe dọa vô cùng lớn. Trong khi đó thì ở miền Bắc thì cách đây 2 ngày tôi có phỏng vấn anh Nguyễn Vũ Bình, anh có nói rằng cái sông Đái, sông Nhuệ hoàn toàn đã chết. Mấy năm trước thì nó còn xinh tươi đẹp đẽ, nhưng mà bây giờ là nước bùn động đen ngòm, đã hoàn toàn chết, và các con sông khác cũng đã chết. Ở miền Trung thì vấn đề xây đạp và xả lũ vừa phải cũng làm cho cái vấn đề môi trường và cái an toàn của người dân bị đe dọa. Thì vấn đề đó là vấn đề môi trường. Thì bây giờ muốn nói tới vấn đề khủng hoảng và lối ra, đó là những vấn đề khủng hoảng và lối ra. Thì chúng ta thấy là mục đích của sự hiện hữu của con người là để làm gì, và của dân tộc chúng ta là để sống. Mục đích là để sống. Sống thì cần có cái môi trường sống, cần có một cái không gian sinh tồn, và hiện giờ là không gian sinh tồn của Việt Nam thật sự bị đe dọa. Đó là cái điều không thể chối cãi, là không gian sinh tồn của Việt Nam đang bị đe dọa, từ ở dưới nước, từ ở trên không khí, cũng như là từ trên mặt đất. Và đây là một cái vấn đề mà ngẫu nhiên hay là vấn đề có chủ ý? Thì theo cái nhìn của tôi là vấn đề có chủ ý. Bởi vì chủ ý đây là Trung Quốc là một quốc gia đại cường, nhưng mà vị trí địa chiến lược thất thế. Thất thế là Trung Quốc ở chéo he, ở một vùng ở trong cái bản đồ thế giới. Trung Quốc không thể phát triển về phía Bắc được, không thể phát triển về phía Tây được, không thể phát triển về phía Đông được. Họ chỉ phát triển về phía Nam mà thôi. Và để phát triển về phía Nam thì đường bộ cũng như đường thủy đều phải qua Việt Nam. Mà qua Việt Nam thì hiện giờ cái nhu cầu của họ là làm cho Việt Nam yếu đi, làm một sự diệt chủng từ từ, tiến tiến chậm, càng chậm. Nhưng mà Việt Nam mạnh là một cái rào cản cho cái sự tiến nam của Trung Quốc. Việt Nam yếu thì mới cái sự tiến nam của Trung Quốc nó mới bằng phẳng. Và trước tiên
là làm cho sức khỏe của người dân Việt Nam bị suy nhược. Hiện giờ là một bãi rác và chúng ta tương lai là một con đường mòn. Cái môi trường là cái điều kiện cho sự sống của một sinh vật và nhân quyền là điều kiện cho sự thăng tiến của sinh vật loài người. Do đó, hiện giờ vấn đề môi trường cũng như vấn đề nhân quyền nó là đỉnh điểm của sự khủng hoảng. Thì với cái đỉnh điểm sự khủng hoảng là chúng ta làm thế nào? Bỏ chạy, bỏ nước Việt Nam ra đi hay là phải ở lại chiến đấu? Và dĩ nhiên, cái chọn lựa của người dân trong nước là phải chiến đấu. Cái nhà tương lai học Alvin Toffler nói về cái thời đại thông tin, tức là thời đại mà chúng ta đang bước vào, nói rằng cái kẻ thất học của thời đại thông tin không phải là những người không biết đọc, không biết viết, không phải là những người không biết đọc, không biết viết, mà là những người không thể học, không thể bỏ đi những gì đã học để học lại. Đó là cái sự thất học của cái thời đại thông tin. Và chúng ta thấy cái nhà nhân chủng học nổi tiếng của thế giới là bà Margaret Mead trong cái hội nghị về giáo dục trẻ em năm 1947, bà nói với khoảng nhiều ngàn nhà giáo đang nghe bà nói rằng chỉ có hai hạng nhà giáo trong thế giới ngày hôm nay. Có một hạng nhà giáo học lại tất cả mọi thứ mỗi 5 năm, và một hạng thứ hai nói rằng cái đám trẻ ngày nay càng ngày nó càng quá tệ. Thì cái Đảng Cộng sản Việt Nam qua những cái nhận xét của những người đó thì Đảng Cộng sản là như thế nào? Đảng Cộng sản Việt Nam không thể học, không thể bỏ đi những điều đã học để học lại. Chúng ta thấy Đảng Cộng sản Việt Nam là hạng lãnh đạo nói rằng nhân dân càng ngày càng quá tệ. Cái Đảng Cộng sản Việt Nam đi ngược lại sự sống đang thản nhiên mở về phía trước của nhân loại và của dân tộc Việt Nam. Cái Đảng Việt Nam như cái con thuyền nan mà nhà đại danh hào Nga Leo Tolstoy diễn tả. Thì nhà đại danh hào Leo Tolstoy diễn tả như thế nào? Nói là dân tộc như một con thuyền lớn và lãnh đạo như con thuyền nan bé nhỏ. Lãnh đạo đang chống cây sào vào trước mũi con thuyền lớn. Khi dân tộc và kẻ lãnh đạo còn đi cùng một hướng thì kẻ lãnh đạo tuyên bố là mình đang lãnh đạo. Và nếu cây sào còn chạm vào con thuyền lớn thì chẳng ai màng hay thắc mắc là đảng đang lãnh đạo. Nhưng nếu mà con thuyền lớn và chiếc thuyền nan từ từ rẽ theo hai cái hướng khác nhau và cây sào không còn chạm vào chiếc thuyền dân tộc nữa thì những kẻ lãnh đạo vẫn tuyên bố là mình đang lãnh đạo thì quả là một điều trơ trẽn, là một trò hề. Đó là tình trạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay với cái dân tộc Việt Nam là con thuyền lớn. Cách mạng là sự nghiệp của toàn dân. Vấn đề của mọi vấn đề, nguyên nhân của mọi nguyên nhân ngày nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì vấn đề đây là để giải quyết Đảng Cộng sản Việt Nam có hai vấn đề là tự diễn biến, tự chuyển hóa từ bên trong và từ bên trên, có giải quyết được hay không hay là phải một cuộc cách mạng. Thì xin thưa là tự diễn biến, tự chuyển hóa từ bên trong và từ bên trên, mà ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam đang lo lắng, nó có thể thay đổi từ con vi trùng ở ngoài cho trở thành con vi trùng trong bệnh viện, tức là nó lờ thuốc và nó dữ dằn hơn chứ không phải là nó bị tiêu diệt. Do đó phải giải quyết bằng một cuộc cách mạng. Mà một cuộc cách mạng thì chúng ta cần phải ba mặt tấn công cùng một lúc. Mặt thứ nhất là sự đứng lên của dân chúng, của quần chúng. Mặt thứ hai là làm sao để cái lực lượng đàn áp nó thờ ơ, nó trung lập, nó đứng ngoài, nó không đàn áp. Và cái mặt thứ ba là làm sao để cho Hoa Kỳ cũng như quốc gia dân chủ trên thế giới nhanh chóng lên tiếng ủng hộ cái sự nổi dậy đó để tạo cái trớn, cái momentum cho cái cuộc nổi dậy được thành công. Và chúng ta cần một cuộc cách mạng để chúng ta xây dựng một chế độ dân chủ phát trị. Chúng ta phải xây dựng cái phần cứng và phần mềm của chế độ. Phần cứng là phần cứng là những cái định chế như tam quyền phân lập, những định chế của tòa án độc lập. Phần mềm là đường lối chính sách
chủ trương, bởi vì đó là những điều kiện cần thiết cho một cái dân tộc mạnh và một cái bộ lạc toàn cầu mà người Việt Nam có điều kiện cần nhưng chưa có điều kiện đủ để trở thành một bộ lạc mạnh, một dân tộc mạnh của trên thế giới. Để kết luận thì tôi xin kết luận như thế này. Tôi có vừa cách đây vài tuần rồi tôi có phải phỏng vấn nhà báo Bùi Tính và cách đây mấy hôm có phỏng vấn anh Nguyễn Vũ Bình. Nhà báo Bùi Tính là một người trên 80 tuổi, anh Nguyễn Vũ Bình là một người trẻ. Cả hai người đều nằm trong cái hệ thống Đảng Cộng sản và cả hai người đều cho rằng lòng dân đã chín mùi, đã đến lúc Đảng Cộng sản phải sụp đổ, dân chúng đã có thể đứng lên bất cứ lúc nào. Nhưng mà cái thời gian không còn nữa cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì người dân đã thấy rằng không thể để Việt Nam làm bãi rác hay là làm con đường mòn. Và cách mạng là sự nghiệp của toàn dân. Và chế độ hiện giờ là đã quá lỗi thời và đã quá già cỗi. Chủ nghĩa Mác Lê không còn đảng viên nào tin. Sự chia rẽ những nhóm lợi ích đang ở cái biên cương sụp đổ và sự cấu kết nhau hiện nay là chỉ vì vấn đề quyền lợi, mà đoàn kết trên vấn đề quyền lợi trong đảng thì nó tạm thời và nó hay thay đổi. Thì cái sự sụp đổ, sự đứng lên của dân chúng để làm một cuộc cách mạng và sụp đổ của dân chúng nó sẽ giải quyết được cái ách cộng sản và nó sẽ đưa cái dân tộc chúng ta vượt qua cái sự bất hạnh. Đó là những cái điều chúng tôi muốn trình bày ngày hôm nay. Thì nếu mà có lên thì anh cứ đưa lên những cái từ số 1 tới số 24 và xin phép tôi được xin phép chấm dứt, bởi vì cái giờ của chúng tôi cái giờ đã allocate cho tôi đã đủ rồi và xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi.